Sau khi kết thúc một ngày làm việc căng thẳng, thay vì việc phải đến các khu chợ đông đúc để mua sắm chuẩn bị cho bữa ăn của gia đình thì bạn có thể có lựa chọn khác là ghé vào những cửa hàng tiện lợi mát mẻ, sạch sẽ và đặc biệt là rất tiện đường. Đó là những ưu điểm mạnh của chuỗi các cửa hàng tiện lợi mà nhiều người đang nhìn thấy. Vì thế chúng ta không quá ngạc nhiên trước con số thống kê mới đây được công bố là cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam đã tăng gấp 4 lần trong vòng 6 năm qua. Theo báo tuổi trẻ trong quý 1 vừa qua, tốc độ tăng trưởng sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh tại các kênh hiện đại ở khu vực thành thị đã tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi con số này của kênh truyền thống lại giảm xuống 2,6% theo kết quả đo lường của Canter Woolpenell. Các siêu thị mini là kênh bán hàng phát triển nhanh nhất trong các chuỗi cửa hàng được mở ra trong năm 2017 và 2016 và xu hướng mở rộng đầu tư các cửa hàng này vẫn đang tiếp tục. Tuy đây là thị trường đầy tiềm năng, nhưng trước hiện tượng các chuỗi cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam mở ra như nấm sau mưa, không ít thương hiệu đã buộc phải đóng cửa hoặc nguồn nương đầu tư thêm. Báo VOV Điện tử đã nêu ví dụ là công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ xúc sản Vissan đã phải đóng cửa gần 60 cửa hàng trong 100 chuỗi cửa hàng tiện lợi mà đơn vị này có. Bởi hoạt động không hiệu quả, lượng khách đến mua không nhiều, Mặt khác, mặt bằng để kinh doanh chủ yếu đi thuê. Đến thời hạn tái ký thuê, chủ nhà không đồng ý hoặc tăng giá cao, nên công ty buộc phải ngưng và rời bỏ. Hay như ông lớn trong ngành bán lẻ, đại gia Nhật Bản Family Mart đã từng tuyên bố sẽ có khoảng 1.000 cửa hàng vào năm 2020 tại Việt Nam. Thế nhưng tới nay, thương hiệu này lại cho biết sẽ ngưng đầu tư thêm về thu lũ, vì thu lỗ. À, hãng cũng đã đóng cửa một vài hệ thống ở thành phố Hồ Chí Minh vì kinh doanh kém hiệu quả, chi phí thuê cao hoặc bị thu hồi lại mặt bằng. Chuyên gia Vũ Vinh Phú là nguyên chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội đã đánh giá, không phải cứ nhảy vào đánh chiếm mở ồ ạt là có thị phần mà quan trọng là đơn vị này phải quản lý sao cho hiệu quả. Để cạnh tranh được trong cuộc chiến khốc liệt này, doanh nghiệp cần phải đáp ứng về tiêu chí tiện lợi và đa dạng, giá cả sản phẩm phải cạnh tranh. Thế nhưng vị chuyên gia này vẫn đánh giá đây là xu hướng của tương lai. Họ có thể thua lỗ trong vài năm đầu, nếu trụ vững thì sẽ được nhiều trái ngọt. Bởi lẽ quy mô gia đình Việt Nam nhỏ, gia đình khoảng 4 người ngày càng tăng, tỷ lệ thuận với nhu cầu mua sắm tiện lợi càng ngày càng tăng cao. Mặt khác, phụ nữ Việt Nam tham gia vào lực lượng lao động ngày càng đông đảo, họ bận rộn với trách nhiệm gia đình công việc nên sẽ ưu tiên các cửa hàng tiện lợi để tiết kiệm thời gian. Dự kiến các chuỗi cửa hàng tiện lợi sẽ bùng nổ mạnh mẽ và chơi trên thị trường trong những quý còn lại của năm 2018 vì có sự xuất hiện của các tay chơi mới đầy tham vọng trong đó đáng chú ý là sự nhập cuộc của nhiều thương hiệu nội như Vinmart cộng hay là Sài Gòn Cốp.